chàng trai này đến Thiếu Lâm Đạt Ma Viện học võ 3 năm, vượt qua trận pháp thập bát đồng nhân, lúc anh ta sắp thành công, thì bị Phương Trượng ngăn lại, không cho anh tiếp tục tu luyện nữa. Hóa ra người thiếu niên đó chính là Ung Chính, hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh lúc bấy giờ. Nhưng trong lòng Ung Chính vẫn canh cánh một điều, mặc dù nhân gian thịnh thế, bản thân lại văn võ song toàn, nhưng chỉ có một trận pháp đồng nhân để tu luyện đạt thân thể thành mình đồng gia sắt kim cang bất hoại, đao kiếm chém không si nhê gì cả, nên Ung Chính quyết tâm cùng thuộc hạ cải trang đến nhân gian vi hành, tìm hiểu nguồn gốc của trận pháp đồng nhân. Khi đi ngang qua mấy gánh hàng thì lại nhìn thấy vài bức tượng đồng tinh xảo trên quầy hàng của vài hòa thượng ven đường, người liền đi đến gần và quan sát tỉ mỉ. Bên trên bức tượng còn in hình rồng vô cùng điêu luyện. Lão hòa thượng liền nói với Ung Chính, phàm là đệ tử Thiếu Lâm vượt qua trận pháp đồng nhân, trên người sẽ có biểu tượng hình rồng này. Ung Chính vừa nghe thấy thì hứng thú, nhưng lão hòa thượng trước mặt chỉ là một thiền sư ở gần đó, cũng không biết được nhiều về trận pháp này. Ngay sau đó, khi đi đến vùng ngoại thành, hội người Ung Chính nghe thấy tiếng kêu cứu ở gần đó. Anh đi về nơi vang lên tiếng kêu thì thấy một nhóm người tặc khấu đang chặn đường hấp xiêm, thấy điều bất bình, ngài liền chạy đến đánh nhau, đuổi bọn cướp đi. Những người được cứu đi tới quỳ xuống cảm ơn ân nhân đã cứu mạng, trong đó có một cô gái tên là Nhược Lan, đã khiến Ung Chính đứng hình mất 5 giây, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà chàng ta cứ như bị câu mất hồn vậy. Ung Chính không chịu nổi liền tìm tung tích rình mò tới thăm Nhược Lan, nhưng chàng có tình thiếp lại vô ý, Nhược Lan đã có vị hôn phu của mình, chàng luyện võ, nàng ngồi thêu thua, cảnh tượng không thể khiến cho người ta ghen tị hơn. Trùng hợp cái là vị hôn phu của Nhược Lan là Quan Thiếu Bằng, lại chính là đệ tử của Thiếu Lâm. Một kẻ ngu võ như Ung Chính quyết tâm đập chậu cướp hoa, anh ta liền nhảy sổ vào đòi tỉ thí võ công với Quan Thiếu Bằng. Quan Thiếu Bằng đành chấp nhận thách thức, vì thế hai người bắt đầu trận chiến đánh đấm tay đôi. Nhưng cho dù Ung Chính luôn nắm chắc phần thắng trong tay, mà chỉ trong chốc lát lại rơi vào thế hạ phong. Anh ta không muốn nhận thua, mấy lần đánh lén nhưng vẫn thua. Trong lúc vô tình, Ung Chính thấy hình xăm rồng trên cánh tay của Quan Thiếu Bằng. Quan Thiếu Bằng đương nhiên sẽ không làm tổn thương đến ân nhân cứu mạng thê tử của mình, nên vẫn vô cùng khách sáo. Ung Chính tự cảm thấy mất thể diện, đành rời bước và âm thầm thề phải đánh bại Quan Thiếu Bằng. Không lâu sau, khi đám người Ung Chính ăn cơm ở khách điếm, lại gặp phải một thiếu niên có võ công cao cường, một mình cân cả đám côn đồ nghênh ngang mà không hề sứt mẻ gì cả. Anh ta ngồi quan sát một lúc không nhịn nổi liền đề nghị tỉ thí võ nghệ với vị thiếu niên đó. Thanh niên này cũng không chịu yếu đuối, hai người đâm đầu vào nhau so tài võ nghệ với nhau, đánh tới đánh lui không phân thắng bại. Ông chủ của khách điếm lo lắng đồ đạc bị đánh hỏng, đi tới khuyên can, vì thế hai người đổi địa điểm tỉ thí ra vùng đất trống ở ngoại thành. Cứ như vậy, hai người anh một quyền, tôi một quyền đánh nhau, đánh đến gà đẻ ra vịt rồi mà vẫn không xong. Cho dù Ung Chính dùng đại mạc thần công, bí kíp gia truyền cũng không chiếm nổi thế thượng phong. Cho đến khi có một đại sư tới khuyên nhủ, thiếu niên mới nho nhã lễ phép rời đi. Thấy vị đại sư này là chủ trì của Thiếu Lâm tự, mà đây cũng chính là con đường duy nhất có thể tiếp cận được trận pháp đồng nhân, Ung Chính liền đi đến Thiếu Lâm bái sư học võ. Nhưng bất ngờ chưa ông già, Ung Chính lại bị từ chối vì cho rằng anh đã quá tuổi, bởi vì họ chỉ nhận những người dưới 40 tuổi mà thôi. Nhưng Ung Chính đâu có dễ từ bỏ như vậy, để được đại sư đồng ý, anh liền diễn khổ nhục kế quỳ mãi không đứng. Đêm tối trời mưa to, vừa lạnh vừa đói, Ung Chính đều nghiến răng kiên trì, ban ngày thì nắng như đổ lửa, anh ta vẫn quỳ bất động. Mọi người luôn nói trái tim hòa thượng là mềm nhất, quả nhiên sự kiên trì này đã làm lay động được trái tim mỏng manh dễ vỡ của đại sư. Vào đêm đó, đại sư đã mời Ung Chính vào cửa và còn nói rằng, một khi đã nhập Đạt Ma Viện, nếu không vượt qua thập bát đồng nhân thì sẽ không được xuống núi. Ông vốn muốn Ung Chính biết khó mà lui, nhưng anh ta vẫn tràn đầy tự tin. Đại sư đành nói ra một nhiệm vụ khác, mỗi ngày gánh 50 thùng nước lên núi, gánh 50 thùng nước xuống núi, nếu ngươi có thể chịu được, Bần Tăng sẽ khuyên Phương Trượng thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ung Chính vui vẻ đồng ý, nhưng anh ta đã quen với việc ăn uống có người hầu hạ, ngay cả nước cũng không biết gánh, còn bị ngã mấy lần. Nhưng anh ta không sợ khổ, không sợ mệt, cứ như một trôi qua 100 ngày, Ung Chính cuối cùng cũng trở thành đệ tử của Thiếu Lâm. Có rất nhiều đệ tử luyện võ trong pháp viện, muốn xuống núi phải vượt qua trận pháp thập bát đồng nhân, rất nhiều người đến từ mười mấy năm vẫn không vượt qua được. Sư huynh hỏi Ung Chính, thấy dáng vẻ của anh chắc là gia cảnh rất tốt, vì sao lại vào đây chịu khổ chứ? Ung Chính tìm một lý do lấp liếm, thật ra lần này anh ta cải trang vi hành là để học võ công Thiếu Lâm. Trước đó, anh nhận được một mật báo, nói rằng trong Thiếu Lâm có người mưu đồ tạo phản, biết người biết ta, trăm trận tất thắng. Vì thế Ung Chính đến nơi này bái sư học nghệ, chính là muốn nắm rõ võ công Thiếu Lâm. Không lâu sau, Đạt Ma Viện tổ chức một cuộc tỉ thí nhỏ. Lúc Ung Chính và sư huynh đối kháng, đã lộ ra tuyệt kỹ đại mạc thần công chỉ người có danh tiếng mới được học. Phương Trượng vừa liếc cái đã nhìn thấu, vì thế gọi Ung Chính ra bên ngoài, thử thăm dò thân thủ của anh. Hóa ra đối với cao thủ võ lâm xa lạ, Phương Trượng đều muốn điều tra rõ thân phận của họ. Quả nhiên là đại mạc thần công, Phương Trượng liền hỏi Ung Chính học võ ở đâu. Ung Chính lo lắng thân phận bị bại lộ,
liền nói dối theo học một vị lạt ma học vài ngày. Phương Trượng nghe xong thì nở nụ cười tán thưởng, ông ta còn chỉ điểm Ung Chính kết hợp kỹ năng này vào quyền Thiếu Lâm, quả nhiên bằng cách này sức mạnh tăng nhanh. Phương Trượng còn sửa tên quyền pháp này là Phật Gia Quyền, nhưng võ công trong thiên hạ không có võ công nào không sơ hở, đạt ma thập bát thủ lại là khắc tinh của nó. Đêm khuya, Ung Chính lẻn vào tàng kinh các muốn đọc trộm đạt ma thập bát thủ, nhưng võ công này là võ công thượng thừa của Thiếu Lâm, cất giấu vô cùng kỹ, Ung Chính không tìm được. Rất nhanh một năm trôi qua, sắp đến ngày vượt qua thập bát đồng nhân, Ung Chính tràn đầy tự tin báo danh tham gia. Cửa thứ nhất là vượt qua, bảy tượng đồng nhân đứng trong ngõ nhỏ hẹp, cũng chính là bảy cao thủ mặc giáp, muốn qua ải không phải là đánh bại họ, chỉ cần vượt qua người bọn họ là được. Ung Chính nhanh chóng vượt qua cửa ải bằng thân thủ phiêu bạt của mình. Cửa thứ hai, kim đao trận, chính là PK với bốn vị cao thủ mặc giáp cầm thanh đao vàng, chỉ cần đánh rớt thanh đao vàng xuống đất là xem như qua ải. Có một thanh đao vàng treo trên xa, Ung Chính nhanh chóng nhận ra, vì thế nhảy vọt lên lấy thanh đao vàng kia. Sau khi có vũ khí, anh nhanh chóng chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn nhìn ra điểm yếu của bốn người đồng. Ung Chính cứ đánh như vậy qua một cửa nữa. Cửa thứ ba, kim côn trận, Ung Chính đã có kinh nghiệm ở cửa ải trước, anh nhảy thẳng lên xa lấy côn làm vũ khí. Lần này anh đấu vẫn là bốn người, chỉ khác vũ khí là gậy côn, quy tắc vẫn như vậy. Ung Chính càng đánh càng hăng, chỉ chốc lát là qua ải. Cửa thứ tư, kim trung cháo, cửa này được gọi là quỷ môn quan, không biết bao nhiêu người đã chôn thân ở đây, chủ yếu thi là định lực và nội lực. Người qua ải sau lưng buộc phải chạm vào chuông vàng đứng tấn, chỉ cần chịu đựng được 5 lần liên tiếp thì qua ải. Lần công kích thứ nhất, Ung Chính căng ra dầu chịu đựng được. 3 lần công kích sau đó, anh nghiến răng chống đỡ. Đến lần công kích thứ 5, Ung Chính chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngã xuống. Cứ như vậy, lần đầu tiên Ung Chính thì thất bại, rất rõ là nền tảng võ công không đủ tốt. Trong những ngày sau đó, anh chăm chỉ luyện tập, ban đêm thì lại lẻn vào tàng kinh các tìm kiếm đạt ma thập bát thủ, nhưng anh vẫn không tìm được. Có điều cũng chẳng thể quan tâm nhiều được, những võ công khác cũng rất hay, có còn hơn không? Ngoại trừ việc đó ra, anh còn học Thiết Xa Trưởng cùng với Phương Trượng. Lại qua một năm nữa, Ung Chính lại báo danh tham gia trận thập bát đồng nhân. Thiếu Lâm có quy định, các cửa đã vượt qua trước đó có thể miễn. Cửa thứ 5 thi là năng lực đối kháng, vẫn là bốn cao thủ mặc áo giáp, mỗi người đều có công pháp cao cường, người thử thách lần này chỉ có thể tay không đánh nhau. Qua 2 năm học tập, Ung Chính đã trải qua biết bao trận đấu. Sau một hồi thi đấu, thuận lợi qua ải, nhưng kỳ lạ là không mở được cửa sắt, hóa ra huyền cơ chân chính là ở cửa sắt. Lần này thi là trí tuệ, Ung Chính từ nhỏ đã văn võ song toàn, anh nhanh chóng tìm ra được vấn đề. Sau một loạt thao tác, cửa sắt được mở ra. Cửa thứ 6 vẫn là con đường nhỏ hẹp, chỉ có điều trong này bố trí cơ quan khắp nơi, trên đầu có tảng đá khổng lồ nặng trăm cân, ngoài ra cũng có cơ quan trên tường. Sau khi qua các cơ quan mới có tư cách đối kháng với người đồng, có điều lần này là 3 đấu với 1. Ung Chính lợi dụng tảng đá khổng lồ trên đầu mới khống chế được 3 người đồng, nhưng người đồng đứng ở phía sau mới là cao thủ. Sau một hồi đối kháng, Ung Chính thành công qua ải. Cửa thứ 7 là 4 cao thủ cầm giáo vàng, còn về quy tắc thì gần giống cửa trước, chỉ cần đánh rớt giáo vàng trong tay họ xuống thì qua. Cửa thứ 8, vượt qua bao cát. Ngoài việc đề phòng bao cát tiếp cận, còn có sự tấn công của người đồng. Một hồi đánh đấm, Ung Chính đã ngất đi trong lần công kích của 8 bao cát. Cứ như vậy, Ung Chính lại không qua cửa. Những ngày sau đó, anh càng luyện tập chăm chỉ hơn. Vào buổi tối một hôm, Ung Chính nhớ ra một chuyện. Hóa ra ngày mai là ngày mà anh ấy và thuộc hạ hẹn gặp. Đến lúc đó thuộc hạ đến đón anh sẽ không có cơ hội vượt qua trận đồng nhân nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Ung Chính liền chủ động xin vượt qua trận đồng nhân lần nữa. Cửa thứ 9, lạc địa sinh căn, sau lưng là bức tường đầy chông gai. Sau khi đứng vững tư thế ngựa, phải chịu đựng đòn tấn công của cao thủ. Cửa ải này thì là thế chân của tư thế ngựa đứng vững hay không? Sau một hồi đọ sức, Ung Chính qua cửa thuận lợi. Cửa thứ 10, nghe tiếng biện luận, người thi đấu phải nhắm mắt ngồi chính giữa tảng đá vuông, nghe vị trí tiền đồng rơi xuống chỉ ra phương hướng, không được mở mắt, nếu không coi như thua, thua thì phải chịu phạt. Cửa thứ 11, xuất thần nhập quỷ, kinh công của đối thủ cao cường, khó có thể đề phòng. Cửa thứ 12, Long Hổ Trưởng, thủ ở nơi này là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, phải chịu đựng 18 gậy của ông ấy, cũng chính là 18 côn Long Hổ. Lúc vượt ải, Ung Chính vô cùng nhếch nhác. 3 gậy cuối cùng, suýt chút nữa anh không đứng dậy được, nhưng anh vẫn chống đỡ đến cuối. Cửa thứ 13, Thông Thiên Môn, anh ấy lúc này đã mơ màng, cơ quan lúc đi vào khiến anh sợ toát mồ hôi lạnh, cố gắng vực dậy tinh thần, đương đầu với cánh cổng nặng nề. Phương Trượng đi tới kêu dừng, hóa ra thuộc hạ của Ung Chính đã đến. Phương Trượng đã biết thân phận của anh ta, nghiêm túc từ chối không cho anh vượt ải, lý do là nếu Ung Chính xảy ra chuyện ở nơi này thì bọn họ không gánh nổi. Ung Chính không muốn từ bỏ, bởi vì chỉ còn lại cửa cuối cùng, nhưng Phương Trượng đã quyết. Sau khi Ung Chính trở về vẫn lo lắng khôn nguôi, một hôm thuộc hạ báo Thiếu Lâm và Giang Nam Thất Quái, Lữ Tứ Nương với Bạch Thái Quan thường xuyên qua lại, để đối phó với họ, Ung Chính ra lệnh tạo ra một vũ khí mới, Huyết Trích Tử. Nghe nói Huyết Trích Tử có thể lấy đầu người trong vòng 100 mét, đây chính là câu
câu chuyện Ung Chính phá được thập bát đồng nhân. Nói thật cốt truyện hoàn toàn bịa đặt, động tác đánh nhau trong đó coi như khá hay. Vậy thì có vấn đề rồi đây, nếu Phương Trượng cho anh ta cơ hội, liệu anh ta có vượt qua trận thập bát đồng nhân không? Các bạn hãy để lại bình luận ở dưới nhé. Nếu các chế thích thì bấm like nha. Ok, video hôm nay đến đây thôi. Hẹn các bạn tập sau. Mãi yêu, bye bye.